Các bạn thấy rằng có cái mục là chuyển hoặc đặt lại iPhone, thì trong cái mục chuyển hoặc đặt lại iPhone này sẽ có rất nhiều cái mục đặt lại như thế này nhá. Đó, đó, nhìn thì các bạn không biết muốn đặt lại. Xin chào tất cả các bạn nhé. Ở trên cái điện thoại iPhone, ở trong mục cài đặt ấy có cái phần là chuyển hoặc đặt lại iPhone, thì trong cái mục này sẽ có rất nhiều cái mục đặt lại. Thì nhiều bạn không biết là đặt lại, các bạn đặt lại cái mục nào cho nó hợp lý, đúng với cái nhu cầu, cái việc mà các bạn đặt lại cái phần nào đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn và nói rõ cho các bạn cái công dụng của các cái mục đặt lại ở trên điện thoại iPhone, cho các bạn hiểu hơn, để các bạn có thể muốn đặt lại cái mục nào cho nó đúng cái nhu cầu sử dụng của các bạn nhé. Rồi, như mình cũng đã nói ở đầu video, thì trong cái điện thoại iPhone, ở trong cái mục cài đặt video ấy, cài đặt điện thoại ấy, thì nó sẽ có cái phần là chuyển hoặc đặt lại iPhone. Thì các bạn sẽ vào cho mình là cái phần là cài đặt này, sau đó thì các bạn chọn là mục cài đặt chung này, và các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới này, có cái mục là chuyển hoặc đặt lại iPhone. Đó, thì ở trong đây thì khi nào các bạn dùng thì thường thường các bạn có cái vấn đề về, ví dụ như khắc phục một cái vấn đề nào đó ở trên điện thoại ấy, thì các bạn sẽ vào đây các bạn khắc phục. Nhưng sẽ có rất nhiều cái mục này, ví dụ như đặt lại này, đặt lại rất nhiều thứ, các bạn không biết đặt sao cho nó đúng. Và trong có cả cái phần là xóa tất cả nội dung cài đặt này, bắt đầu chuẩn bị cho một iPhone mới này. Đó, thì cái mục đầu tiên nhé, đó là cái phần là chuẩn bị cho cái phần iPhone mới. Thì ở trong đây nó sẽ ghi rất là rõ rồi, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng để chuyển sang một cái iPhone mới. Đó, ngay cả khi điện thoại của bạn không có đủ dung lượng. Thì cái mục này ấy, thì mục đích là khi nào mà các bạn muốn đổi điện thoại, muốn thay đổi điện thoại ấy, thì các bạn sẽ dùng cái phần này. Các bạn sẽ gần như kiểu là các bạn lưu cái dữ liệu của các bạn vào ấy. Đó, lưu cái dữ liệu của bạn vào, các bạn chọn bắt đầu này. Đấy, thì nó sẽ chọn cho các bạn là các bạn sẽ dung lượng cái phần iCloud này. Đấy, tức là các bạn sẽ tải những cái dữ liệu của bạn lên tài khoản iCloud của các bạn. Rồi, nếu các bạn muốn thực hiện thì các bạn chọn tiếp tục và các bạn đăng nhập vào cái tài khoản iCloud của các bạn vào để các bạn tiếp tục thôi. Đấy là cái phần là chuẩn bị cho iPhone mới, thì nó đã thể hiện ở ngay cái câu rồi. Tiếp theo này, trong cái mục đặt lại này, đấy các bạn chọn vào này. Đầu tiên là cái mục đặt lại tất cả cái đặt ở đây, ở cái mục đầu tiên này nhé. Ở cái mục này ấy, thì rất nhiều bạn gần như kiểu là các bạn chưa hiểu rõ về cái mục đặt lại tất cả cái đặt. Ví dụ như các bạn cứ nghĩ là chọn cái mục này là các bạn gần như kiểu là xóa hết cái dữ liệu hoặc là khôi phục lại tất cả các cái đặt. Đấy, nhưng không nhé. Đấy, thì các bạn chọn cái mục này thì nó chỉ là khôi phục lại tất cả các cài đặt, tức là đặt lại tất cả các cái cài đặt thôi nhé các bạn nhé. Các bạn phải đọc cái phần đằng sau là đặt lại tất cả cài đặt. Đấy, chỉ cài đặt thôi, còn dữ liệu của các bạn không bị xóa nhé. Cái dữ liệu của các bạn không bị xóa. Ví dụ như các bạn chọn vào mục đó thì nó chỉ đặt lại tất cả, ví dụ như cái hình nền, giống như kiểu là các bạn chuyển sang dùng một cái iPhone mới ấy, tức là các bạn xóa hết, giống như các bạn bắt đầu đăng nhập mở một cái iPhone mới lên ấy, các bước nó về mặc định nhé. Đó, từ cái nhạc chuông này, bố cục màn hình chính này, bàn phím này, wifi này, mạng di động này, vân vân. Đấy, nó sẽ về hết cái phần ban đầu, chứ những cái dữ liệu ở trong ảnh của các bạn này, video này, hoặc là những cái ứng dụng nó vẫn còn nguyên nhé. Các bạn lưu ý cho mình cái phần này. Tiếp theo cái mục là đặt lại cài đặt mạng. Rồi, đặt lại cài đặt mạng là như thế nào? Thì trong cái mục này thì nó sẽ dễ hơn, thì các bạn sẽ dễ hiểu dễ hơn, nên là cái việc các bạn sử dụng, cái nhu cầu của các bạn nó sẽ rõ ràng. Đây, nó sẽ thể hiện luôn đây là đặt lại cài đặt mạng. Vậy thì cái trường hợp thứ hai này các bạn dùng khi nào? Đó, khi mà những cái vấn đề về wifi này, các bạn dùng wifi này, hoặc là mạng di động này, mạng di động ấy, mạng 4G, 5G, 3G, 4G, 5G ấy, nó bị lỗi này, hoặc là không vào được này, hoặc là Bluetooth này, Bluetooth không kết nối được này, hoặc là AirDrop này, đấy, liên quan đến tất cả những cái kết nối không dây nhé. Đó, thì các bạn, ví dụ như trường hợp các bạn wifi của các bạn vào nó chập chờn này, hoặc là mạng 3G, 4G của các bạn vào nó không được này, thì trong khi đó mà các bạn đã vẫn còn gói dữ liệu nhé, thì các bạn sẽ chọn cho mình là đặt lại cài đặt mạng ở cái mục thứ hai này nhé. Đấy, các bạn chọn vào và làm theo hướng dẫn thôi. Đấy là cái mục là đặt lại cài đặt mạng ở cái phần thứ hai. Rồi, trong cái mục tiếp theo, mục thứ ba, đó là đặt lại từ điển bàn phím. Đấy,
thì cái này nó cũng sẽ rất là dễ để cho các bạn hình dung và các bạn sử dụng một cách rõ ràng, đúng mục đích của các bạn. Đó là khi mà các bạn, cái bàn phím của các bạn gặp phải những cái lỗi về bàn phím. Mình lấy ví dụ như bàn phím nó bị gõ nó bị chậm này, hoặc là bị đơ lác này. Đấy, các bạn gõ nó không được đều chữ, hoặc là hay bị sai chính tả này. Nói chung là những cái âm các bạn gõ ấy, nó sẽ không chuẩn nhé. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là đặt lại từ điển bàn phím. Nó sẽ về ban đầu, nó sẽ xóa hết những cái cài đặt của các bạn, cài đặt bàn phím mà các bạn đã cài đặt trước đó. Thì các bạn sẽ không còn dùng những cái cài đó nữa, mà nó sẽ về cái cài đặt ban đầu. Giống như các bạn dùng một chiếc iPhone mới, các bạn cài đặt lại theo cái sở thích, cái mục đích của các bạn nhé. Các bạn chọn đặt lại từ điển. Cái thứ tư này, 1, 2, 3, 4 này, đặt lại bố cục màn hình chính. Đó, cái này thì các bạn cũng rất là dễ hình dung các bạn nhé. Thì khi mà các bạn chọn vào cái mục đặt lại bố cục màn hình chính này, thì các bạn sẽ ví dụ nhé, các bạn muốn sắp xếp lại những cái icon này, những cái đây này, sắp xếp lại những cái này này, đấy, những cái icon này, đấy, về bố cục màn hình chính cũng như là cái hình nền đó, cái hình nền giao diện của iOS mặc định về ban đầu nhé, thì các bạn sẽ chọn cho mình là đặt lại cái bố cục màn hình chính này. Các cái app của các bạn nó vẫn giữ nguyên nhé, đó, các cái app nó vẫn giữ nguyên, tuy nhiên nó chỉ thay đổi cái bố cục và sắp xếp theo cái hệ điều hành của iOS hiện tại của các bạn đang dùng nhé. Đó, cả hình nền nhé, hình nền thì nó sẽ không còn, các bạn phải cài đặt lại hình nền. Đấy, nói chung là về mặc định hết hình nền của hệ thống nhé. Các bạn lưu ý cho mình cái phần đặt lại bố cục màn hình chính này nhé. Rồi, cái tiếp theo đó là đặt lại vị trí và quyền riêng tư. Thì cái này nhé, khi mà các bạn dùng khi nào, nó khi mà các bạn dùng trong cái trường hợp là ở trên cái phần dịch vụ định vị của các bạn ấy. Đó, ví dụ như các bạn cập nhật vị trí này, các bạn đơn giản các bạn dùng cái bản đồ nhé, Google Maps này hoặc là Google của các bạn ấy, bản đồ ấy, nó sai vị trí hoặc là cái vị trí của các bạn, những cái ứng dụng, trong cái ứng dụng các bạn chọn cho phép truy cập mà nó không truy cập cái vị trí hoặc là cái quyền trong cái để xác định cái vị trí hoặc là đơn giản để các bạn dùng, thì các bạn sẽ chọn cho mình là đặt lại cái vị trí và quyền riêng tư. Thì trường hợp này khi các bạn dùng như mình nói ấy, cái dịch vụ định vị ấy, của các bạn sai này, hoặc là cái vị trí quyền riêng tư của các bạn nó không đúng, thì các bạn sẽ chọn cái mục này nhé. Rồi, đấy là 1, 2, 3, 4, 5 cái mục trong cái phần là đặt lại ở đây. Rồi, chọn còn một cái mục nữa, đó là xóa tất cả nội dung cài đặt ở đây. Thì cái mục này thì các bạn mới cần chú ý cho mình là cái phần này, xóa tất cả nội dung cài đặt ở đây này. Đấy, các bạn sẽ chọn vào. Rồi, khi mà các bạn chọn vào nhé, thì nó sẽ hiển thị là ra cái phần như thế này, xóa iPhone này. Đấy, thao tác sẽ xóa và đăng xuất khỏi ID Apple của bạn và xóa dữ liệu cá nhân của bạn để có thể trao đổi hoặc tặng iPhone này cho một cách an toàn. Rồi, các mục sau sẽ được xóa an toàn của iPhone, ví dụ như ứng dụng và dữ liệu này, ID Apple này, tìm hoặc kích hoạt iPhone này. Đấy, thì trong cái mục này nhé, nó đã thể hiện rất là rõ cho các bạn rồi. Đây là xóa tất cả nội dung cài đặt. Đấy, xóa cả nội dung và cài đặt. Đấy, thì khi mà các bạn chọn mục này thì đương nhiên rồi, tất cả những cái ví dụ như dữ liệu của các bạn đều bị xóa hết, và ảnh video này, ứng dụng này xóa hết nhé. Coi như các bạn mới, khi mà các bạn chọn cái mục này xong ấy, thì các bạn sẽ dùng như một cái iPhone mới các bạn mới mua, mới bóc siêu là đầu tiên, nó sẽ không có một cái gì cả. Đấy, các bạn lưu ý cho mình trường hợp này thì các bạn dùng khi nào. Đấy, khi nói chung là ở cái phần này thì Apple cũng sẽ chú thích cho các bạn rồi, có thể khi các bạn không dùng iPhone này nữa, các bạn có thể trao đổi, bán hoặc là tặng. Đấy, thì những cái dữ liệu của các bạn nó sẽ, các bạn chọn mục này nó sẽ xóa an toàn của iPhone này. Đấy, gồm những cái ứng dụng và dữ liệu này. Đó, đặc biệt là cái ứng dụng và dữ liệu này các bạn phải sao lưu trước khi các bạn chọn mục này, và ID Apple này, tìm hoặc khóa kích hoạt iPhone. Đó, thì các bạn sẽ lưu ý cho mình những cái phần này nhé. Thì trong cái mục này thì mình đã nói rõ công dụng từng cái mục cho các bạn rồi. Hy vọng các bạn có những cái trải nghiệm thật là tốt để các bạn chọn đúng cái nhu cầu trong tất cả những mục này. Đó, thì các bạn trải nghiệm nhé. Chúc các bạn thành công.
Hy vọng với những cái chia sẻ của mình vừa rồi thì các bạn hiểu rõ hơn về cái mục đặt lại trên điện thoại iPhone, chuyển hoặc đặt lại trên điện thoại iPhone nhé. Và nếu các bạn thấy những cái chia sẻ của mình hay, hữu ích thì các bạn ủng hộ mình một nút like video. Đồng thời, những bạn nào lần đầu ghé kênh của mình, các bạn nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình giảng này nhé.